Cả Đông Nam Á bất ngờ bỏ phiếu mời Indo ra khỏi AFF, cả châu Á sốc nặng. Mấy ngày qua, người hâm mộ Đông Nam Á đang xôn xao về câu chuyện Liên đoàn bóng đá Indo đòi rời AFF. Nguyên nhân dẫn tới ý định của PSSI cũng như là phần đông cổ động viên nước này, đó chính là vì đội U19 Indo bị loại ngay từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á mới đây vì trận hòa giữa Việt Nam và Thái Lan 1-1. PSS nói với Chủ tịch Iriawan đã có nhiều phản ứng rằng cả U19 Việt Nam và Thái Lan thi đấu không fair play và gửi đơn khiếu nại lên AFF. Tuy nhiên đến nay, AFF vẫn giữ sự im lặng và không có sự hồi âm, giải đấu thì cũng đã kết thúc tốt đẹp. Có lẽ bởi vì bức xúc vì AFF có lý do để không phản hồi từ khiếu nại của PSSI, thì ông Iriawan mới đây đã đe dọa, chúng tôi cân nhắc quyết định rời khỏi AFF và xin gia nhập IAFF. Tuyên bố này được nhận được sự đồng tình từ cư dân mạng Indo. Nhiều người đã truy cập vào các thông tin của IAFF, làm loạn và đòi tổ chức này phải gửi thư mời tuyển Indo trong giải đấu sắp tới. Trước ý định của Indonesia, AFF vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào. Tuy nhiên, người hâm mộ Đông Nam Á không thể im lặng như vậy trong suốt thời gian vừa qua. Như chúng tôi đã thông tin đã gửi tới quý vị trước đó, ngay sau khi mà Indo chính thức xác nhận ý muốn rời khỏi AFF, cổ động viên khắp Đông Nam Á đã ngay lập tức bày tỏ quan điểm của mình. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, ở trên một trang xã hội có tới 1,7 triệu người theo dõi, có tên là Hội Cổ động viên các nước Đông Nam Á đã tạo ra một cuộc bình chọn cho người hâm mộ Đông Nam Á để xem các cổ động viên muốn Indo đi hay là ở lại. Và kết quả của trang này đưa ra có lẽ khiến cho nhiều toan tính của Indo chạnh lòng. Cụ thể, trong hơn 870.000 lượt bình chọn, có tới 93% người hâm mộ mong muốn Indo rời khỏi AFF ngay lập tức. Trả lời cho sự lựa chọn này, người hâm mộ khu vực bình luận bên dưới: cổ động viên Lào không muốn xem một đội bóng thiếu fair play và thiếu sự cống hiến thi đấu, người hâm mộ Lào bình luận. Hay là người hâm mộ Thái Lan thì viết: vậy là các cầu thủ của chúng ta sẽ bớt đi bị chấn thương trong giải đấu tới. Người hâm mộ Thái đã rất lo sợ trong việc chấn thương mỗi khi thi đấu với Indo. Lối chơi thì quá xấu, thua thì người hâm mộ lại mang gậy gộc chặn xe các cầu thủ nước khác. Indo nên đi sớm để cho các giải đấu được yên bình. Người hâm mộ châu Á khi mà biết được thông tin và đọc được những bình luận này của các cổ động viên thì rất sốc. Người hâm mộ Qatar cho biết: tôi luôn nghĩ các đội bóng ở Đông Nam Á đều chơi đẹp và có tinh thần fair play như Việt Nam. Tôi đã khá bất ngờ khi mà biết Indo không được yêu mến lắm tại đây. Người hâm mộ Hàn Quốc thì nói: tôi đã thật sự sốc khi mà bóng đá Indo bị đối xử như vậy. Huấn luyện viên Shin Tae-jang có lẽ sẽ phải cố gắng rất nhiều khi mà ngoài chuyên môn, ông ấy còn phải thay đổi thái độ thi đấu, văn hóa cổ vũ của Indo nếu muốn được người hâm mộ khu vực yêu mến. Đúng như người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc nhận xét, chuyên môn của Indo không hề tệ, tuy nhiên họ luôn đá bóng với một cái đầu nóng và người hâm mộ của họ trên khán đài cũng vậy. Đó là lý do mà khi Indo muốn rời đi, cả Đông Nam Á lại chọn một ai níu giữ. Người hâm mộ Đông Nam Á có lẽ đây sẽ là một điều tuyệt vời đối với bóng đá khu vực. Còn đối với nội bộ Indo, phân tích cái được và cái mất của việc rời khỏi AFF, tờ báo thể thao hàng đầu Indonesia tờ Bola Tam: rời bỏ AFF, gia nhập IAFF là tủ nhục. Theo đó, nếu mà được IAFF đồng ý và gia nhập bóng đá Indo, cũng tham dự các giải đấu tương tự của AFF cả nam và nữ cùng giải đấu khác. Tuy nhiên, EAFF Cup năm nay chỉ có 4 đội thi đấu hạng cao: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, thì đội tuyển Indo xếp hạng thấp nhất không thể góp mặt. Trong tương lai, nếu gia nhập được vào thi đấu, tờ Bola.com cho rằng đội tuyển Indo có thể được thi đấu từ các vòng sơ loại theo thể lệ của EAFF Cup lâu nay. Phải đến khi lượt các vòng bảng này thì mới có mặt. Ở vòng 4 đội luôn có sẵn 3 đội mạnh nhất khu vực Đông Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trong khi đó, khả năng đội tuyển xứ Vạn Đạo lên ngôi vô địch là cực kỳ thấp do trình độ quá chênh lệch nên chỉ có thể đặt mục tiêu cọ sát là chính. Ngoài ra lâu nay, đội tuyển Indo thì cũng không có thành tích tốt đẹp trong khu vực Đông Á. Do đó, tờ Bola cho rằng ít nhiều nếu mà đội tuyển Indo thi đấu ở IAFF Cup, rõ ràng là không thể tốt hơn thi đấu ở AFF Cup. Giải đấu đã chứng kiến đội tuyển nước này trong những kịch tính và hấp dẫn của các đối thủ cùng khu vực như là Malaysia cực kỳ nóng bỏng. Ngoài ra, do AFF Cup với các đội có trình độ không chênh lệch và chia hai bảng đấu để cạnh tranh sẽ mang lại nhiều điều thú vị với IAFF Cup. Phân chia rõ ràng đối thủ thi đấu từng vòng loại. Hơn nữa, tại AFF Cup, đội tuyển Indo tham dự thì luôn trong tư cách là ứng cử viên vô địch, dù chưa lần nào lên ngôi với 6 lần và đến chung kết. Ít nhiều, giải đấu này thì cũng đã đem lại nhiều kỷ niệm đẹp và tạo ra đó. Do đó thì vì vậy, không có lý do mà PSSI rời bỏ AFF với các giải đấu hấp dẫn trong khu vực thì đây là một sự ra đi theo thất bại, theo tờ Bola nhận định. Đó là những phân tích về cái lợi hại của bóng đá Indo nếu mà nước này rời khỏi AFF. Còn phía Việt Nam chúng ta, Indo rời đi có thể là một điều tốt cho bóng đá nước nhà. Trường hợp Indo rời Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ hưởng lợi rất lớn trong việc chia nhóm bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2022. Cụ thể, Thái Lan chắc chắn là đội trong hạt giống số 1 ở AFF Cup 2022. Thái Lan đang nhà đương kim vô địch của giải đấu và Chiến cũng đã có thành tích tốt nhất trong 3 giải đấu gần đây nhất. Nhóm 1 sẽ có thêm đội tuyển Việt Nam hoặc Indo. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã vô địch 2018, còn Indo có 2 lần vào chung kết. Đây sẽ là nguyên nhân khó đoán đội nào sẽ nằm trong cùng với đội tuyển của Thái Lan ở lễ bốc thăm AFF Cup 2022. Dĩ nhiên, Indo rời AFF thì đội tuyển Việt Nam chắc chắn ở nhóm 1. Đây sẽ là lợi thế giúp Việt Nam dễ dàng hơn trong hành trình vô địch AFF Cup 2022. Indo nghỉ thì cũng giúp cho Việt Nam bớt đi một đối thủ mạnh ở vòng bán kết. Lý do các cầu thủ Indo không chỉ khỏe mà còn đá rắn, thậm chí là chơi xấu. Trong ít ngày tới, nhiều khả năng về phía Indo sẽ có câu trả lời cuối cùng về việc đi hay ở. Nếu Liên đoàn bóng đá Indonesia đã quyết định chắc chắn thì sẽ gặp vô vàn những chỉ trích từ người hâm mộ nước nhà và người hâm mộ Đông Nam Á. Nhưng họ đã chót dọa cả AFF rồi thì chắc chắn giờ họ sẽ phải đưa ra quyết định. Đó là câu chuyện áp lực của Chủ tịch Iriawan và các nhà lãnh đạo PSSI. Và trong những ngày qua, chịu chỉ trích và sức ép không thua kém gì của Liên đoàn bóng đá Indo. Đó chính là vị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan và nữ tỷ phú Madam Pang. Khi các tờ báo bóng đá và người hâm mộ nước này liên tục chỉ trích, sau chức vô địch AFF Cup 2022, bóng đá Thái Lan liên tiếp nhận thất bại ở U19 Đông Nam Á, U23 Đông Nam Á và U23 Châu Á và SEA Games 31. Đặc biệt, các đội tuyển xứ Chùa Vàng liên tục đã để thất bại trước đại kình địch Việt Nam, mặc dù đã thay đổi liên tục huấn luyện viên và đội ngũ trợ lý. Lúc này, niềm tin và sự kiên nhẫn của người hâm mộ bóng đá Thái Lan dành cho đội nhà đã ở mức độ rất thấp. Mới đây, tờ Matichon đã lên tiếng chỉ trích Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan và cả tỷ phú Madam Pang. Cụ thể, Nhật Bản này viết, những thất bại liên tiếp của các đội tuyển Thái Lan trong thời gian vừa qua khiến người hâm mộ bắt đầu chán nản. SEA Games 31, những chú voi chiến mất huy chương vàng để đối thủ truyền kiếp là Việt Nam lần lướt sau việc bị loại từ vòng bảng giải U23 Đông Nam Á. Kể từ khi Somyot đã xuất hiện, ông ấy đã thay đổi mọi thứ quá chóng vánh. Có vẻ như là sự thay đổi của ông ấy là quá nhanh với bóng đá Thái Lan và ông đã bỏ đi vai trò của trưởng đoàn. Đây là một vị trí rất quan trọng. Họ là người chăm lo cho từng cầu thủ, chi trả các chi phí nhỏ khi mà đội tuyển đi thi đấu. Khi mà không có ai chăm sóc, các cầu thủ giảm sút hẳn phong độ. Somyot đã nhận ra sai lầm khi mà ông đưa Madam Pang về làm quản lý của đội tuyển quốc gia và U23. Đúng là Madam Pang rất tốt nhưng cũng vì thế mà ông càng phó thác trách nhiệm cho nữ tỷ phú này. Theo tờ Bola Tam của Indo, bóng đá Thái Lan đang trải qua một quãng thời gian hết sức khó khăn. Nhật báo thể thao của Indo khẳng định, năm nay tình hình bóng đá Thái Lan có vẻ không được tốt lắm. Điều này có thể kết luận khi mà nhìn vào thành tích của đội Thái Lan từ đội tuyển quốc gia tới U19 hay là U23. Như đã biết, U19 Thái Lan đang sa sút phong độ khi mà không thể tiến sâu vào chung kết giải U19 Đông Nam Á. Tệ hơn, họ bị đánh bại bởi Lào tỷ số 0-2 và tưởng như U19 Thái Lan sẽ gượng dậy trong trận tranh hạng 3 thì họ lại hứng chịu một cú ngã sau việc là bị Việt Nam hạ trên chấm luân lưu. Ngoài ra, U19 Thái Lan thì cũng bị nghi ngờ là bắt tay với Việt Nam ở lượt cuối bảng A để loại Indo. Đội hơn hẳn về hiệu số bàn thắng. Vô số vấn đề đang khiến cho những người quản lý bóng đá của xứ sở Chùa Vàng đau đầu. Bên cạnh những thành tích ngày một sa sút thì họ còn vướng vào một vụ bê bối. Theo SepSport, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang tiến hành điều tra vụ nhân viên của bà nữ trưởng đoàn Madam Pang có lời lẽ quấy rối các tuyển thủ U23 Thái Lan hôm ngày 13 tháng 6. Với tất cả những sự kiện trên, có thể nói vào đầu năm 2022 đã trôi qua với nhiều nỗi buồn về bóng đá Thái Lan. Dường như bóng đá của quốc gia này đang bị mây đen bao phủ. Ông Somyot đã bắt đầu nhậm chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan kể từ năm 2016, thay chức vụ của ông Gorawin Manudi. Ở điểm đấy, ông Somyot từng hứa là sẽ giúp bóng đá Thái Lan tới World Cup. Dù vậy, dưới triều đại của ông, các đội bóng xứ Chùa Vàng lại có thành tích kém nhất trong các đội chủ tịch. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, không thể đổ hết trách nhiệm lên vị trí của người chủ tịch này mà còn kể tới sự tiến bộ không ngừng của bóng đá Việt Nam. Thực tế mà nói, đây là một điểm then chốt khiến cho Thái Lan tụt hậu. Thái Lan có lẽ hiểu và đang rất muốn thay đổi thế cờ. Tuy nhiên là chuyện không phải là có thể thực hiện được ngày một ngày hai. Và VFF chắc chắn sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cho các cầu thủ là dập tắt hy vọng của Thái Lan. AFF Cup năm 2022 sẽ là mục tiêu trọng tâm. Các cầu thủ sẽ quyết tâm hết sức để cho Thái Lan tiếp tục nếm trái đắng thêm một lần nữa trong năm nay.